Đó, cô chú ơi, cô chú coi nè. Chay hôm nay mặc cái đầm đẹp hơn cô chú. Là quay qua cho cô chú coi bà thắt bính đâu. Bà thắt bính giống mèo xà đâu, quay qua. Đó, cô chú thấy chưa, đẹp chưa? Im này. Đúng rồi. Cô sơn môi cho cô chú coi đi. Ủa sơn môi chứ đâu có ăn cái cây đó đâu. Thì sao giống như ăn cái cây đó vậy? Đúng rồi. Hôm qua cô chú có coi cái video đi chợ Whole Foods á, với lại đi shopping á, là hai cái đó quay chung một ngày. Mà quay cho nó là lúc đó đó là mới vừa đi bơi ra. Hôm qua cô chú nhớ mà hôm qua là ngày thứ tư mà là tới ngày đi bơi mà. Thì đi bơi ra thì tóc phải xả thôi. Cô chú nói ra tao đầu bù tóc rối, không đẹp, không có dễ thương. Rồi hôm qua lúc mà chơi đồ mua đồ chơi ở trong Whole Foods á, để cho nó ra cho nó bỏ vô vậy chứ đâu có mua đâu. Trời ơi cái gì vậy? Ôi. Hả? Đẹp quá. Chay ơi, mẹ không biết là tối nay là Adri ở nhà Adri hay là Ari ở nhà của ba ha mẹ nữa, mẹ cũng không biết nữa. Không biết là hôm nay Adri có đi ăn 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 lễ tạ ơn không nữa. Con có muốn mẹ nhắn tin cho mẹ Adri không? Hỏi coi Adri có nhà không nha. Nha, mẹ mẹ lấy điện thoại. Con không được bỏ cái đó vô miệng. Trời ơi, coi cái tóc ba cổ, cái tóc. Ui cha ơi đẹp quá. Ba chay đang soạn đồ chơi của chay vô bỏ từng cái giỏ đó cô chú, tại vì á hả ba chay nói á là hả nó có quá nhiều cái giỏ đi mà đồ chơi nhiều quá nên là phải bỏ từng cái đồ chơi vô từng cái giỏ để cho hả chơi cái nào là lấy ra cái đó xong rồi dẹp. Con bỏ đồ chơi vô con phụ ba đi. Đúng rồi, còn mà cái xe đó đó, cái xe đó là bỏ cái nè, tại vì nó dẻ hết lên cái xe đó rồi, nó dẻ hết cái xe đó rồi hả, cái xe nó dơ rồi mất đồ chơi nữa nên là nó không có chơi nữa rồi, nó phải bỏ cái xe đó để chứ để gì nó chật chỗ mà nó không chơi cũng vậy nè. Bỏ đồ chơi vô đi con, chơi được cô chú tặng ba lô đồ quá trời đúng không? Con nói I'm happy you daddy. À, nè nè, cái này là chơi ăn kẹo nè, cái này là chơi ăn kẹo là có cái công chúa này, công chúa này tên là Elizabeth. Princess Jasmine. À, công chúa Jasmine chứ không phải Elizabeth. Ngọc làm bộ ông xạo xạo đó. À, tưởng tên Elizabeth, ai biết đâu. Trời ơi, coi nè, đẹp ghê chưa cô chú. Đẹp tía. Quá đẹp luôn. Okay, so what do you want to put in here? All these guys? Đó. Mong muốn của cô chú là tóc chay được gọn gàng đó, tóc nó ngọc sẽ ngọc tự nhiên ngọc nằm ngọc đang suy nghĩ tới nè, biết làm sao không, tính đi cắt tóc ngắn cho nó luôn. Baby, I was thinking I wanna cut JD hair because her hair. It's up to JD, JD baby. So so because JD, because look her hair is so damaged. Nè con mẹ nghĩ là con nên cắt tóc ngắn để cho tóc hả. She doesn't want to cut. Nó ghét cắt tóc đó lắm cô chú, nó mà nghe cắt tóc là nó sợ dữ lắm. Vì sao, nói chuyện với mẹ đàng hoàng làm sao? Con nói nhỏ nhẹ, con nói mẹ ơi con không muốn cắt tóc. Đúng rồi, đây nè, cái tóc này nó rất là khô, nó xạo xạo vậy đó tới giờ chứ chứ mà dẫn cho tới chỗ cắt tóc là ngồi im cho người ta cắt à, nên giận ở nhà nói cái nó xạo xạo vậy đó. Trời, mua phẹt dính lên tóc rồi, mua phẹt bị dính lên tóc rồi, rồi gỡ ra. Nhưng mà biết sao cái tóc này nó bị khô quá, từ hồi nhỏ, từ hồi đẻ ra tới giờ chưa bao giờ cắt tóc một lần. Nó lên là Ngọc nghĩ là cái mấy cái phần đuôi 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 nè nó bị hư dữ lắm. Nên là where's the PJ mask? Cắt thứ hai vẫn để tóc quá. Cắt cho ngắn lại tất cả. Bây giờ Ngọc đang định hình nha, Ngọc đang tưởng tượng cho cái đầu một ha. Tóc ngắn nè, cúp dưới này nè. Ở đây đây có cái máy vậy là trời ơi, để dành cái khuôn mặt khác lắm luôn. Khác mà mắc cười lắm luôn á. Tóc mà giống y như mấy cái người mẫu mà từ tóc dài mà ta chuyển thành tóc ngắn mà tóc cứ gọi gọi là tóc gì ta? Tóc cơm bê hả? Trời đất ơi.
cô lý lắm à. Rồi thôi xong, tắm xong cái là chải đầu cái rợp cái là xong, khỏi cần phải phải cột và khỏi cần phải đầu buộc tóc rối rồi. Mà tóc nó rất là mỏng nha, rất là mỏng, rất là nhuyễn. Nó dễ bị sơ, mà khi mà nó sơ 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 khô khô lên là bắt đầu nhìn nó rối bù. Bởi vì Ngọc dùng, Ngọc đặt cho nó cái từ mà đầu tóc rối là không có sai. Ngọc nói cái gì là nó đúng hết đó à. Hạt tiêu đánh đá là cũng đâu có sai đâu, thấy không? Đánh đá dễ sợ, đánh đá luôn á. Tóc đẹp á. À, đẹp á. À. Rồi mình rồi giống như là tạo hình một cái xì tai mới cho chay ha. Mùa đông á. Mùa đông cái là có cái mái tóc ngắn á. Rồi đội nón lên cho nó dễ, chứ giờ tóc dài này nè, vừa cột lên rồi vừa đội nón lên nó cũng khó nữa. Thôi quyết định vậy đi, thứ hai đi cắt tóc. Con biết làm sao không? Cái tóc của con á là nó bị hư hết rồi. Nó bị sơ, nó bị hư rồi. Mẹ phải cắt nó giống như Mickey Mouse nè. Đó, cắt giống như Mickey Mouse vậy mới đẹp nè. Đó. Con về con làm chị em như Mickey Mouse luôn, hiểu không? Cái tóc nó mọc ra thôi chứ có gì đâu lo. Mình tạo hình cái kiểu tóc mới, còn sợ nó còn dễ thương hơn tóc cũ nữa à. Cắt ngắn lên, cúp vô. Mà không biết cái tóc mỏng quá, cắt kiểu đó không biết đẹp không, không biết. Hay là cái cắt kiểu đó, cái mỏng quá nó ôm cái đầu sắc rạc, cái nhìn thấy mắc cười. Cũng khó lắm á. Đứa nào mà tóc dày dày mà đen thui á, đó cắt cái đó đẹp ha. Mà đứa con nó nói tóc mỏng quá, không biết cắt làm sao đi, không biết rồi nha. Con nói cho mẹ nghe tiếng Việt đi con. Mẹ đóng lại giúp con. Đúng rồi. Coi không à, mẹ đóng không được, con biết tại sao không? Tại vì cái con Mickey Mouse trong này nó cao quá. Nó phải thấp xuống chút, đúng rồi, phải bỏ ra chỉ một con thôi. Đó, rồi đóng lại được rồi đó. Bỏ ra. Đúng rồi, đó. Mẹ không biết có đóng có được không nghe chơi nha. Ok, đóng vô thử coi. Wow, được rồi nè. Giỏi. Cái đầm này là hả? Cô nào cho Ngọc quên rồi. Buổi sinh nhật đó cô nào cho. Cô chú cho nhiều đồ quá nên là không có nhớ. Is it working? Yes mommy. Để mẹ kêu ba chỉ cho mẹ cách búi tóc nha. JD, listen to me. You cannot talk to mommy like that. Okay. Are you sure you're going to say okay, or are you just saying it just to joke around? Because we tell you 100 times every single day not, I repeat, not. Listen to me. Hey, look at me. Listen to me. We tell you not to talk to mommy like that. Okay. But you keep doing it every single day. Why do you keep doing it? You cannot raise your voice on me, JD. Con không có được nói chuyện lớn tiếng với mẹ. Mẹ là mẹ của con mà. Con nói gì với mẹ con phải nói nhỏ nhẹ thôi. Không có được nạt nạt. Nghe không Jay? Jay, do you hear me? Do you hear us or are you just all, you never want to pay attention? Baby, Target is open today for Black Friday or not? Yeah, I think it opened after 7 or something. Or, you know, who knows? JD, you want to go to Target? Yes, Mom. Đúng rồi, nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ thôi. Tại tối hôm nay là cái tối Thanksgiving, hiểu không? Mình nhà mình ăn tối xong rồi cái mình đi Target, mình đi shopping vòng vòng để coi có bán gì ha. Quay cho cô chú coi nữa ha. Here's a pen. Cái pen đó trong cái áo của mẹ đó, con gỡ ra hết rồi đó. What? Baby, what are we gonna do with the books? Gì đây? Bây giờ cái gì là con đi cầu cứu mẹ đây? Chuyện gì đây này, gì đây? Con cầu cứu mẹ chuyện gì? So baby, honey, what are you doing? Con muốn lâu cô lại đây nói chuyện mẹ, để kể cho mẹ nghe coi con muốn cái gì. Muốn cái gì cũng đi tìm mẹ đó. Muốn... Ba làm gì con? Muốn mua đồ chơi là mẹ cũng muốn mua này, mua hết luôn. Nó muốn cái gì cũng đi kiếm mẹ hết á. Vậy mà không có ngoan.
vậy mà không có nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ. Mẹ nói chuyện với mẹ là mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi, con không thích cái này, con không thích cái kia, mẹ đừng làm như vậy. Mẹ ơi mẹ. Nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ rồi đàng hoàng chứ. Đó, bây giờ ba lôi tới cái đống mà ống gấu. Thôi ơi, cái con gấu này, nhìn cái con gấu này là tôi nhớ cái kỷ niệm con gấu này nè. Cái con gấu này là cái con gấu mà mắc tiền nhất ở trong cái đám con gấu của nó đó cô chú. Con gấu nó có cái gì đâu, cái con đó mà nó làm đó. Đây nè, còn ngày xưa thì ưa ôm con này ngủ bờ cái gì đó, cái tay cái lấy cái này cái xè xè vô lỗ tai, mà giờ hết thấy không cô chú. Mỗi cái thời á nó sẽ có mỗi cái khác nhau. Còn cái thời là ngậm nấm vú là khác nè. Rồi cái thời hả bồng cái con unicorn tên Jay là khác nè. Rồi cái bao thời bồng cái con unicorn này nè, cái xong bỏ luôn. Rồi ngày xưa nó còn nhỏ nhỏ nó hay nhắc út út á, cái giờ lớn lên rồi nó cũng hết cái đó luôn. Mỗi đứa mỗi con nít nó có mỗi cái giai đoạn. Còn hồi đầu bữa có một thời là mấy tháng trời là ngày nào cũng út, ngày nào cũng út, bây giờ hết nhắc. Vậy đó, con nít cái kỳ vậy đó. Phải không? Út đâu chị? Mà út đâu? À, cái này là cũng cô nào tặng nó nữa nè. Cái bữa sinh nhật á, unicorn không à. Sướng ghê luôn á thầy, chứ cái thời của mẹ mà làm gì mẹ được cũng vậy chay. Thời của mẹ mà mẹ bằng tuổi con là mẹ còn mẹ ở dưới quê, mẹ ở Bến Tre. Cà lăng cà lóc mẹ ngồi dưới đất mẹ chơi đồ này kia nọ. Chứ đâu mà có được mà quần áo tao nói quá trời đồ đồ chơi rồi giày dép. Ôi trời, không làm cái chơi hết. Bởi vậy hả? Thiệt. Mấy đứa con nít mà nó đẻ ở Mỹ này á. Biết sao? Ở Mỹ người ta có nhiều lễ lộc á, với lại có nhiều đồ, với lại đồ chơi ở Mỹ á cô chú. Nó cũng theo Ngọc á là đồ chơi. Nó không phải gọi là mắc đối với số tiền mà người Mỹ người ta làm ra. Nên là những cái đồ chơi đồ này nè, nó cũng không có quá mà gọi là xa xỉ nữa. Thí dụ như con gấu này, bán 5 đồng 10 đồng mà cái tiền của người ta làm ra một tháng, thí dụ nha, của người mà làm cho bình dân á, cái giá bình dân á thì người ta làm một tháng cũng khoảng coi chừng 2.000-2.500 đô đó. Người ta trả tiền nhà ăn uống rồi kia cũng hết 1.200-1.500, người ta cũng còn dư lại 500, thí dụ vậy đó. Có được chơi kìa, có được không? Đó, mua về cho nó cảm thụ âm nhạc đó mà đất a chơi đi cô dạy sao. 1 2 3 4 1 2 3. Dạ chơi. Dạ mẹ. Khoanh tay lại, bỏ cái váy xuống, khoanh tay lại chơi ơi. Con nói chuyện với mẹ đàng hoàng nghe chưa? Dạ mẹ. Dạ mẹ. Con không được hỗn với mẹ nghe chưa? Con có tập trung vô lời nói của mẹ không chay? Bỏ cái váy xuống. Bỏ cái váy xuống. Khoanh tay lại. Giờ con nói với mẹ làm sao? Con xin lỗi mẹ. Lý do tại sao con xin lỗi mẹ? Con xin lỗi mẹ. Tại sao con xin lỗi mẹ? Con đã làm gì sai? Con làm gì sai? Con nói cho mẹ nghe con làm gì sai. Con nói là con không nói chuyện với mẹ đàng hoàng. Nói lớn lên. Không có nói chuyện mẹ đàng hoàng đúng không? Từ giờ về sau làm sao? Chai, chai. Quay mặt qua đây. Từ giờ về sau làm sao? Từ giờ về sau làm sao? Con không gì. Khoanh tay lại. Con không sao? Con không dám gì? Đúng rồi. Con mong mẹ tha thứ. Mẹ tha lỗi cho con nha. Rồi ôm mẹ hôn mẹ một cái hay sao? Ủa ôm gì hôn gì kìa? Hôn gì đó, hôn gì đó, hôn ở mặt chứ đâu hôn ở đó. Hôn ở đâu mà hôn cái bụng. Trời ơi. Mình sao không không cái bụng hả? Không cái bụng mày sẵn chùi mũi vô cái áo tôi luôn phải không? Không nói chuyện với mẹ vậy nghe chưa? Promise, pinky promise.
Pinky promise. Good. This was up there. Ok, là 1, 2, 3, 4 với mẹ nè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, JD. Forte nghĩa là gì? What does forte mean? Lớn lên. Wow. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Giỏi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Giỏi quá. Chay, forte nghĩa là gì? Đúng rồi. Rồi cái mấy cái dòng kẻ, mấy cái dòng kẻ con gọi là cái gì? Music gì? Music staff. Đúng rồi, music staff. Rồi rồi cái nốt nhạc tiếng Anh đọc sao? Cái nốt nhạc tiếng Anh là quarter gì? Quarter note. Nói đi con. Hả? Cái gì? Trời ơi, ba để cho con cái ghế đó con ngồi hả? Wow, đã ta. Con ngồi sao? Trời ơi. Ngồi gác cái chân lên cho nó đẹp coi. Ngồi gác chân lên cho đẹp đúng. Hả? 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 Con nói tiếng, con nói lớn lên cho mẹ nghe coi. Trời ơi đẹp quá luôn, ngồi cái ghế đẹp. Con làm gì ạ? Con làm gì ạ? Trời ơi, ngồi ghế cô chú nè. Bây giờ con cười cái cho cô chú tập chụp tấm hình cái đi, rồi mẹ đi ra. Cười cái đi. Đẹp quá luôn. Trời ơi. Trời ơi, con nó kìa. Sao mà con muốn mẹ đi ra? Hả? Yeah, no more snacks and no more talk and no more hats. Oh, no more talk, no more hats, but no more. Yeah. À, con không muốn mẹ nói chuyện, con không muốn mẹ hát nữa hả? Trời ơi, nó nói mẹ ơi, mẹ mẹ không có hát, mẹ không có nói chuyện nữa. Ủa lý do sao không nói chuyện nữa? Nói chuyện là nghề của mẹ mà. À, nó đang vẽ đó cô chú. Sorry quá. Con xin lỗi mẹ làm sao? À, con xin lỗi mẹ YouTube ơi, video ơi hả? Chịu không nổi vậy, ba không hiểu nó ba nói vụ gì luôn á. Rồi thôi bây giờ con chào tạm biệt cô chú đi. Con chào tạm biệt cô chú đi. Gõ cửa ai à? Gõ cửa police car. Ai? Police. Police nào? Police nào? Oh, à gõ cửa police hả? À trời ơi, nó gõ cửa cảnh sát đó cô chú ơi. Cảnh sát gọi đó. À, con gọi, con gọi police hả? Đó, ba chơi chất đồ chơi, chơi chơi đóng rồi đó. Ok baby, bring that truck out. Thôi rồi đó, gọi điện thoại đi. Bây giờ nó gọi điện thoại cho chú, nó gọi điện thoại thấy thương lắm. Nó gọi điện thoại thấy thương lắm, cô chú nghe gọi điện thoại này nha. Nói lớn lên nha, nói lớn lên cô chú mới nghe nha. Gọi điện thoại cho biết gì mau. À, công an gọi hả, cảnh sát gọi hả, ok. Nghe nói chuyện cảnh sát đi. Nói chuyện cảnh sát đây. Hey,
Okay. How doing, buddies? I'm on Dr. Good. Okay. What did he say? Mommy is coming. She's coming right back. Okay? Bye. Chị ask, police, how you doing, police? Trời ơi, gọi điện thoại cho cảnh sát, mà nó hỏi cảnh sát có khỏe không? Trời ơi, trời. Lịch sự dữ trời. Ồ, con cũng gọi cảnh sát hả? À? Ok. Nói cái gì không hiểu đang nói gì luôn á. Là sao? I want to be okay. Just I will call right back. Okay, chút nữa con gọi lại điện thoại cho cảnh sát ha. Mommy, I want to go 100. 100 gì? 100 yen. 100 yen sao? Mommy, I want to yen. 100 yen. Nói cái gì vậy không hiểu nói gì luôn, nó 100 lỗ tai là sao? 100. 200. 300. Trời ơi. 400. Trời ơi. 600. Trời ơi. You see, you hear, baby? Uh-huh. Trời ơi, nó 100, 200, 300, 600. Trời ơi, cái gì vậy trời? Wait, I can call police. Ờ, call police. Oh, 100, 200, and 300. Trời ơi. Gọi police là Mommy, 100, 200, 300. Chi vậy? Con gọi cảnh sát tới nhà chi vậy? Để bắt con phải không? Ôi sao bắt mẹ. Hello, mommy not good buddies. Okay, come right back. Nó gọi cảnh sát rồi đó mẹ. Okay, cảnh sát ơi, mẹ không có giỏi. Mình đi tới bắt mẹ đi, trời ơi trời. Có được đời không? 400 and 600. Trời ơi, gì 400, 600 đồ. 300. 400, 600, 700, 600. Ơi, hello police, hello công an ơi, hello chú công an ơi. Mẹ không có, mẹ không có giỏi, thì bắt mẹ đi. Trời ơi trời. Ủa rồi lỡ mà cảnh sát bắt mẹ rồi ai chở chạy đi bơi? À không, bắt mẹ bắt Audrey à. Okay. Gọi thẳng, gọi thẳng cảnh sát tới nhà Adri, bắt Adri luôn. 400, 400, 200, thôi bắt ba đi. 500, bắt Adri. Ba con ba cũng hư luôn rồi, bắt ba đi con. Không. Rồi thôi. Ba giỏi mẹ giỏi chi thì giỏi. Adri giỏi. Ừ, rồi mà sao Adri không giỏi hả? Adri không giỏi hay sao con bắt Adri? Con cậu cảnh sát bắt Adri rồi ai chơi con? Ừ, hồi tối hôm qua cô chú biết con trai nó nói gì không? Nó nói mẹ con muốn có em. Nó nói là nó muốn có em chơi á. Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh rồi mệt quá. This car is coming, Archie is coming too. Okay. To my vision. Hello, somebody listen. Police mà nó đọc thành police không mà. Thôi, kìa cảnh sát bắt ba đi, để mày gọi cảnh sát bắt ba cái này. À, Mickey Mouse, con gọi đây nói cảnh sát ơi, say the police daddy is not a good boy. No, he's a good boy. Is he? What about mommy? Okay, and Lucky too. And daddy too. À, Jay với ba với mẹ với Lucky là giỏi. Ừ, không, yeah, không bị bắt phải không? Why are you mentioning Lucky when we're talking about mommy? Yes, mommy only, not mommy and Lucky. You gotta say yes, mommy. Làm gì cái mặt thôi vậy? Total 4, 5, 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,
Vậy hả chị? And it's real good. Đó, thấy không? Cười đó, vui đó, buồn đó, khóc đó, rồi chơi đó. Nít mà quên liền ngay lập tức. Nói tiếng Việt coi. Đúng rồi, trái tim á con. Trái tim. Bắt A Trì hả? Trời ơi, bây giờ mẹ buồn quá. Chuẩn bị A Trì bị bắt, không biết ai chơi với Trang nữa đây. Oh, oh, yeah. Oh, rồi hiểu rồi. Nó nói là mẹ với ba với lại Lucky sẽ trở thành bạn thân của nó, còn không phải A Trì. Trời ơi, con có đứa bạn đáng đồng tiền không? Có đứa bạn chơi chơi đã cho vui xong rồi cái báo công an bắt. Đứa bạn gì lạ. Chơi không? Không chơi không gặp là báo công an bắt bạn sao được không? Trời đất ơi. Mà A Trì làm gì không tốt nè, con nói cho mẹ nghe coi A Trì làm gì không tốt. A Trì quýnh con hả? Quýnh con ở đâu? A Trì cắn con hả? Ôi trời ơi, A Trì cắn con vậy hả? Mà sao con không quên kỷ niệm đó đi? Bạn còn nhỏ, bạn đâu có biết đâu. Mà ăn chay cũng tội nghiệp lắm cô chú. Ngọc qua bên đó, Ngọc ngồi, Ngọc thấy rồi đó. Ngọc qua bên nhà mẹ A Trì, Ngọc ngồi á. A Trì qua nhà A Trì á. Khi mà chay bị A Trì ăn hiếp ha, là á hả, nó rất là lành. Nó không có ăn hiếp lại bạn. Ví dụ như A Trì quýnh nó, nó không có quýnh lại. Nó đứng nó hóc đồ vậy thôi chứ nó không có quýnh lại. Mà con nít mà đâu có biết gì đâu. Mà chay thì hả là không có quýnh lại, đứng khóc thôi à. Money. Ừ, sao con? I got two money and two money. Okay. Con có hai mẹ hả? Yeah. Mẹ nào? Mẹ nào? Mẹ robot. Mẹ robot đó hả? Yeah. Trời ơi, có mẹ robot luôn. Trời ơi, sau này có nhiều thứ vậy. I want to call robot à, muốn gọi robot hả? Gọi robot đi. Say 68.